Chuyển sang các thông tin quốc tế, Quốc hội Na Uy ngày 16 tháng 11 đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ nước này sẵn sàng công nhận Palestine là một quốc gia độc lập. Nghị quyết trên được thông qua với đa số áp đảo tại Quốc hội Na Uy. Nghị quyết nêu rõ Quốc hội Na Uy yêu cầu chính phủ sẵn sàng công nhận Palestine là một quốc gia độc lập, đặc biệt là khi sự công nhận này có thể có tác động tích cực đến tiến trình hòa bình. Từ ngữ trong nghị quyết trên đồng nghĩa với việc có thể Palestine sẽ chưa được công nhận trong thời gian trước mắt, song là dấu hiệu cho thấy mối quan ngại của nhiều nước châu Âu về cuộc chiến ở dải Gaza. Trước đó, Iceland, Thụy Điển, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Romania là những quốc gia đã công nhận về mặt pháp lý đối với nhà nước Palestine. Cũng trong ngày 16 tháng 11, phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố ông đang nỗ lực hướng tới mục tiêu Madrid và châu Âu công nhận nhà nước Palestine. Chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ngày 16 tháng 11 cho biết, cơ quan này, nơi hỗ trợ hơn 800.000 người di tản ở dải Gaza, có nguy cơ buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, ông Philippe Lazzarini cảnh báo cơ quan này có thể buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Trong những tuần qua, cơ quan này đã nhiều lần đề nghị được tiếp cận nhiên liệu, song yêu cầu này vẫn chưa được giải quyết. Cũng trong ngày 16 tháng 11, Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc đánh giá với chỉ 10% nguồn cung cấp thực phẩm cần thiết được đưa vào dải Gaza kể từ khi bắt đầu xung đột. Khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nạn đói lan rộng vì gần như toàn bộ người dân đang rất cần được hỗ trợ lương thực. Ngày 16 tháng 11, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu về việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau nhiều giờ thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fuat Oktay cho biết, Ủy ban này sẽ trao đổi thêm về vấn đề Thụy Điển gia nhập NATO tại cuộc họp vào tuần tới. Tuy nhiên, ông Oktay chưa ấn định lịch trình cụ thể cho cuộc thảo luận này. Ngày 23 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức trình lên Quốc hội nước này hồ sơ của Thụy Điển xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, cho đến nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thông báo thời gian tiến hành bỏ phiếu cụ thể về vấn đề trên. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary hiện là hai quốc gia thành viên còn lại của NATO chưa phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập tổ chức này.